Xin chào các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn nói về cái block heater, nghĩa là cái sưởi ấm động cơ. Ngày hôm nay là Ngọc sẽ sử dụng cái chiếc xe Toyota Corolla Rush để hướng dẫn cho anh chị cách cắm điện cho cái block heater vào mùa đông. Thì đối với chiếc xe ở một số tỉnh bang lạnh lẽo giống như là Saskatchewan hoặc là một số tỉnh bang khác đấy, thì I make the video. Yeah. Thì đa phần là chiếc xe người ta có lắp thêm một cái bộ phận gọi là lock heater. Đây các bạn thấy nè. Đây là cái chỗ này là để cắm cọng dây điện vô, rồi một cái đầu cắm vô cái ổ điện. Và một cái số xe các bạn thấy chạy ngoài đường thấy họ nó lòng thòng cái cọng dây điện ngay cái trước đầu xe nè. Đó, thì đó là cái lock heater. Thì ở đây cái chính hãng thì họ lắp cái này thì nó gọn hơn, nhìn nó thẩm mỹ hơn các bạn. Như chiếc xe kia cũng có nè. Đó, cái điểm đó các bạn thấy không? Thì cái lock heater nó như thế nào? Thì bây giờ thì Ngọc thấy rằng có nhiều người nhầm tưởng rằng cái cắm điện vô chỗ đó là để sạc luôn cái bình. Nhưng mà thực tế không phải vậy nha các bạn. Cái lock heater này cắm vô đây thì người ta sẽ có một cái thiết bị điện tử, có một cái đầu nhiệt người ta đặt bên trong cái động cơ. Ngay cái chỗ két nước, ngay chỗ cạc tay nhớt, người ta sẽ cắm đó. Nó giống như là các bạn biết là cái deep fry không, cái đồ chiên không dầu á, thì nó giống như vậy đó. Một cái đầu dây volfram nhiệt nó nằm bên trong đó. Thì khi mình cắm điện vô đây, thì sẽ dẫn tới vấn đề là nó sẽ hít cái nhớt ở trong xe, nó giữ cái nhớt trong xe nó ấm. Thì đồng nghĩa vấn đề là nguyên cái động cơ xe mình nó sẽ ấm ấm và nó sẽ không có bị đông đặc khi mà nhiệt độ xuống quá sâu. Thì nó hoạt động như vậy đấy các bạn. Còn khi nào mà cần tới sử dụng cái này? Cái đó cũng là một cái câu hỏi lớn ha. Tại vì thường đối với nhiệt độ tầm khoảng lanh quanh âm dưới 20, 30 và đối với những cái ắc quy khỏe còn mới thì mình nó sẽ không có hề hấn gì cả. Tại vì sao? Nó sẽ có hai vấn đề và chiếc xe nó chết vào mùa đông. Thứ nhất là chết ắc quy. Tại vì khi nhiệt độ xuống quá sâu thì vấn đề là cái điện áp của ắc quy nó chịu nổi và nó sẽ tụt. Cái thứ hai là khi mà xe nó không có hệ thống heat lock này á, thì nó dẫn đến vấn đề là nhớt nó bị đông đặc và nó kẹo lại, cho nên là dẫn vấn đề khi mà đề khởi động máy đó thì cái ma sát của nhớt nó hít nó nặng, dẫn đến vấn đề chiếc xe đề nó nặng hơn. Và khi mà kết hợp với cái bình nó yếu á, thì cái ampe nó bị tuột rất nhanh và nó sẽ hết bình rất nhanh, dẫn đến vấn đề là mình không đề được. Và có những trường hợp cái bình nó đột quỵ luôn, nó đột tử luôn, nên là mình không đề được một phát nào luôn các bạn. Đó. Thì đó là cái lock heater, chứ bản thân cắm cái này vào thì nó không có sạc cái bình đâu nha các bạn. Nó sẽ không có sạc cái bình cho các anh chị và các bạn đâu. Đó. Cho nên á là xe của anh chị nào mà có gara, đậu bên trong gara đó, mà với cái thời gian mà với cái khoảng thời gian mà ít chạy hoặc có thể là nhiệt độ nó xuống âm á, thì mình thấy là nó cũng không hề hấn. Tại vì đối với mình thấy mình có gara mình biết, cho nên là nhiệt độ trong gara và bên ngoài nhiều khi nó lệch tới hơn mười mấy độ C đó. Ví dụ như bên ngoài nó đang là âm 30, fuel line 50, thì thật ra là fuel line là do kết hợp giữa gió các bạn. Còn xe mình đậu trong cái gara thì nó sẽ không có cái fuel line, nó chỉ có nhiệt độ thực tế thôi. Đó, nhiệt độ thực tế. Thì năm vừa rồi cũng có vài chiếc xe của anh chị ở xóm Liệu nó cũng chết máy vào mùa đông, cũng phải đi kích bình. Đó. Do là xe đậu bên ngoài các bạn. Xe ví dụ như người ta thuê nhà đó, ở mấy cái condo hoặc là ta thuê nhà, ta xe phòng hay basement gì đó thì người ta đậu bên ngoài, thì dẫn đến vấn đề là khi mà mùa đông tới nhiệt độ sâu, đậu qua đêm á, đặc biệt là ban đêm 1-2 giờ sáng là nhiệt độ xuống rất sâu. Cho nên là dẫn tới vấn đề là cái bình đó, nó bị tụt áp. Cho nên đó, là mình khuyên đó các anh chị và các bạn nào mà mới sang và mới mua xe đó, thì nên kiểm tra cái ắc quy xem cái tuổi thọ nó như thế nào, và thứ hai nữa là đi đo điện áp cái bình xem là nó còn tốt hay không, giống như đi đo điện tâm đồ cho cái tim mình xem nó còn tốt hay không.
đó, cho nên là mình phải kiểm tra cái đó để trừ khi mà mùa đông tới đó thì mình chưa quen á, nên là đi xe bị chết máy nằm ngoài đường rồi bắt đầu nó lạnh lắm các bạn, nên là chờ người tới xử lý thì cũng rất là khó khăn, tại mùa đông lạnh tay chân tê cứng hết trơn, nên là người ta tới cũng làm việc cũng tội lắm, người ta giúp mình cũng tội lắm đó, cho nên là các anh chị và các bạn chú ý ha. Còn đây là chiếc xe mà đã qua sử dụng của Toyota Colaros hai cầu á các bạn. Đây là động cơ hybrid của nó nè, nó các bạn. Thì cái xe hybrid và xe xăng nó cũng hoàn toàn giống nhau thôi, nó chỉ có lắp thêm cái động cơ hybrid ở đây nè các bạn, động cơ điện để phụ hỗ trợ kéo thôi. Thì đối với cái động cơ lưỡng tính, mình gọi là động cơ lưỡng tính vừa xăng vừa điện á, đó thì mình nên đậu trong gara và giữ ấm cho nó sẽ tốt hơn, để bảo vệ được cái bình đó các bạn, cái ắc quy á, mình gọi là cái ắc quy để mà vận hành động cơ hybrid á. Thì hồi sáng nay mình có hỏi một cái bạn sales làm ở đây, mình hỏi là cái động cơ hybrid này hoạt động pin bao nhiêu volt, mà hỏi mấy người rồi không ai biết hết trơn á. Mình nghĩ là 48 volt, tại vì mình làm ở Mercedes-Benz thì nó chạy động cơ 48 volt cho cái thằng hybrid, còn bình 12 volt này để hoạt động để hỗ trợ cho động cơ, đề động cơ nè, rồi chạy đèn xi nhan, rồi càng còi và hệ thống media bên trong, âm nhạc âm thanh rồi đó. Thì mình sẽ cho anh chị và các bạn xem là cái đối với cái xe hybrid của Toyota thì cái ắc quy hybrid của nó đó, cái ắc quy mà chạy cái động cơ hybrid nó sẽ để ở dưới ghế nè các bạn thấy nè, đó nó để dưới đây nè, nó để dưới này. Thứ nhất là nó sẽ giữ ấm cho cái bình, và nó có lắp thêm cái isolation, cái cách nhiệt nữa, nên là vấn đề xe này là đậu mùa đông á nó cũng ok, nó không giống như một cái số xe thuần điện khác là nguyên cái sàn xe nó là sẽ là ở là bị tấm pin đi, sàn xe giống Tesla thì nó sẽ có cái hệ thống, nó chạy thêm cái hệ thống là hệ thống sưởi pin. Còn xe này thì mình hỏi các bạn là các bạn nói là không có hệ thống sưởi pin cho cái ắc quy hybrid, mình thắc mắc mình hỏi thôi, nhưng mà người ta cũng không có nắm nhiều không có, người ta đây không có đào tạo sâu giống như kỹ thuật như Việt Nam là hỏi từ con ốc, dạy cho xe từ con ốc phải thiệt. Thì đó là một cái sơ lược về các anh chị và các bạn, đấy bạn chị và bạn nắm ha. Đó, khi mà các anh chị mà bắt đầu là bây giờ đang là vô mùa đông rồi đó, mùa đông rồi cho nên là phải cần có cái này. Nhưng mà xe của mình thì mình xài qua 2-3 mùa đông rồi, mình cũng không có cắm điện bao giờ các bạn, tại mình đậu trong gara, có khi mình đậu bên ngoài nữa cũng không cần cắm điện luôn, tại vì xe mình đi hàng ngày. Đối với những cái xe mình đi hàng ngày thì mình không có lo cái chuyện đó, lâu lâu mình mới đi, mình để đậu ngoài hoài thì bắt đầu nó bị lạnh đó, rồi nó tụt tụt áp, với lại là xe nó không chạy, dẫn đến vấn đề nó sẽ không có sạc vô cái bình đó. Cho nên là bây giờ mà các anh chị nào mà mới sang thì để ý cái chuyện này ha. Không, cái này nó không, mình nhắc lại nha, cái này nó không có sạc cho ắc quy đâu nha, nó chỉ làm ấm nhớt cho động cơ để cho chúng ta khởi động động cơ nó dễ dàng hơn thôi, và nó giúp cho xe mình nó được bền hơn thôi các bạn ha. Còn mà xe nào mà không có cái block heater này á, mà khi mà khởi động lên á thì chúng ta chịu khó để cho xe chạy lâu một chút để cho nhớt nó lỏng ra các bạn, thì từ đó nó mới bơm đi được tốt hơn và nó giải nhiệt cho động cơ ha, rồi bôi trơn các cái chỗ ma sát thì nó dẫn nó bền hơn các bạn. Sẵn tiện mình là liền một vòng cho các bạn coi ha. Cái Corolla Ross, dòng xe này chạy rất là nhẹ nhàng, êm và siêu tiết kiệm nhiên liệu, dễ thương á. Con này là cho phụ nữ lái cũng gọn lắm. Giờ là nhiệt độ đang là âm 4 độ nhưng mà lạnh tê cứng tay rồi, tại vì nước nó tan nè các bạn, âm 4 độ rồi nước nó tan rồi, cái hơi nước nó lên nên là vấn đề lạnh quá. Rồi, ngày hôm nay là mình chỉ chia sẻ một ít thông tin và một chút kinh nghiệm của mình về cái lock heater để giúp cho các anh chị và các bạn có thể hiểu thêm về cái bản chất của nó để chúng ta sử dụng xe đúng cách và nó an toàn hơn trong mùa đông này cho các anh chị và các bạn. Rồi, bye bye anh chị và các bạn, hẹn gặp lại cái một video kế tiếp.